lời kênh Săn Bắt Gần Chàm Duy Thái xin chào cả nhà luôn anh ơi. Thái chào anh em đồng nghiệp và con xin chào cô dì chú bác gần xa luôn. Hôm nay Thái với chú Năm đi thăm giớn cả nhà. Nay quá trời mưa luôn, mưa cái cửa rồi chú Năm có 9 cái giớn mà dính gần 5 kg gắn bông súng đó nha. Hôm nay chú điện Thái qua đi thăm với chú. Rồi bữa nay không biết kiểu sao, không biết có dính nhiều không nha. Cả nhà cũng theo chân chú ấy, Thái với chú này nha. Đây chú ngồi bơi trước nè. Mưa tích tắc đi trong rừng tràm ấy nha. Được 4 5 con rắn đó nha. Ừ, quá trời rắn rồi. Trời trời. Rắn được bự không ạ? Quá trời rắn, một súng nó ngon luôn cả nhà cái nha. Cái giớn một nhiêu rắn ra đây à, con súng không à. Quá ngon luôn cả nhà. Có một cái giớn một phải chạy nhiêu rắn ra nè. Súng đỏ bự hơn súng kia chú. Quá chạy. Rồi, hai cháu mình đi thăm mấy cái giớn tiếp theo ở nhà. Coi nè. Cái hình này không có gắn sao được. Mười mấy con hả chú ơi? Có lươn con đó cả nhà. Lươn con nó nuôi đã luôn chú. Quá im đó nha. Có mấy con này, mấy con này điên điển chứ không phải con chuồn chuồn nước. Tưởng chuồn chuồn nước câu cá lát đã lắm nha. Có cái ly thia đó cả nhà, ly thia nhóc luôn. Đây nè, nha, cái ly thia nè, ly thia đồng đây nha. Có thằng hoàng đỏ nè. Con này cá trống nè. Con bự lắm. Tôi kiếm mấy con gì nuôi đây, nãy nha. Đó, ly thia đồng. Nuôi nhau, làm gì không có. Làm gì không có cá bự, kiếm con nó út nuôi cả nhà. Con này là nuôi đá được rồi nè. Quá trời rắn nữa cả nhà ơi, cả nhà con nè. Rồi kiếm luôn. Đây còn lươn con, lươn này về bán một con 5.000 cho ta nuôi đó nha. Cái nào nhiều bằng cái nào quá. Lươn kia là nhóc luôn. Nó bị dính giọt nước rồi. Ồ, oh, có con rắn này ngon, có trứng không? Con này có trứng đây nha. Trứng nhóc luôn.
Trước giờ mua 1 ký về cho vợ con ăn. Con này trứng không? Không quá. Cái này trứng ngon lắm cả nhà ơi. Quá vậy nó dính nước rồi. Camera đây đi quay trời mưa nó có mờ rồi cả nhà thông cảm cho thấy nha nhà ơi. Đây đi trời mưa mà. Đây nè, đây có cái ly theo bự nè. Đây nè, 3-4 con lươn nữa nha. Lươn này về thì sẽ bán một con 5.000 nha nhà, con này bằng tay cái á nha. Nó một con 5.000 bán cho ta nuôi á nha. Đó, còn cái nhà mà có cần mà nuôi nuôi lươn thì liên hệ với Thái luôn. Thái nhiều lắm đó nha. Mấy ngàn con á, tại vì thăm vớn cũng nhiều quá nha. Vô cũng nhiều khi vô một cái vậy vô mấy kilo luôn á. Vô nghe bày của nó. Ban lươn rồi. Ban lươn này được 15.000. Hơn ký gắn nó vô. À, hai cái hơn cần ký gắn đó nha. Quá trời. Gắn này luộc xả mới ngon. Còn đâu còn mới có 2 cái 3 cái thôi chú. Còn đâu 6 cái nữa cả nhà ơi. 9 cái kiếm 4 kg à. Quá chữ. Mấy cái địa lạng này chăn dữ lắm chăn nha nha. Dạ. Đang me mấy con chăn nè. Dạ. Nó đóng như chạm hay chú? Mình bác à. Cho nó có mấy ô kim vòng dọc cho nó kìa nha. Đó, nghe giống ngón tay nó chỉ đó, ô kim vòng dọc. Hôm nay ô ông chào bái trời. Dớn. Mấy cái vớn này dính nó giữ trong cái đám sậy này nè. Vớn con chăn đó chú. Có. Rồi. Trời ơi, trời dính con hư dở gắn à. Có gắn con sậy gì không? Lục vàng hả? Trắng không? Trắng độc không? Chút review tới nhà xem chứ đọc rồi chưa không chơi. Cái này vết trời đúng không? Ồ, con chàng hiu nữa nha. Hiu đặt lươn vậy bà. Dạ. Đây thử nó được chàng. Dạ. Ôi, chỗ này có cái ổ ong nữa nha. Cái ong chập bá lửa rồi. Con này thước thôi nha. Thường thường mấy chim dọc dọc nó ưa làm gần gần mấy ổ ong lắm nha. Đó đó, nó kìa. Con bữa đặt lời dính con á. Nó thả đi chú. Lươn nhóc lươn luôn. Nhóc con súng. Cái gì chú? Ủa gắn súng cắn nè. Ủa mà tự gắn súng nó không cắn chứ. Hai bữa sau quá chú. Rồi chú cục
Cô còn lấy giùm con chưa? Nói chung người chồng chứ mất hết dài con lương nó đang rắn chú có cá thì chú ồ chết hết mấy rắn rồi kìa giờ nó vô cắn chết bao nhiêu nào nói ồ nói chung chồng đây nè cắn rắn chết nhóc hay sao chung là không kệ được mấy rắn khác nữa nhà nó ăn hết trơn à chết rồi chú rắn chết hết luôn rồi cái này kia nó nhóc hết trơn rồi giờ hết thấy luôn rồi nhiều quá hết thấy cái này kia luôn rồi chung. Bỏ chung không chú bỏ cái đuôi đi chích được không chú cái gì kia chú dạ nãy nha nó vô cắn lương chất veo nãy nha ồ vợ cá cái chồng hơi dở à ly kia đã nè con lương á chú vàng á. Ủa cái này dữ rắn à. Con gì dữ chú? Ăn
được. Ui, con gắn gì tượng ấy, con gì gắn con súng 200g trời, quá trời gắn con súng bự luôn nha. Lục vàng bớ dính nó gắn cái trứng cứng nhắc luôn, ngon lắm, ngon à. Bớ con biết con bỏ bắt gì chú, bắt nó ra hả? Nó bò lên trên kìa, nó bò lên trên con kìa. Đây nè. Hai lục vàng luôn mà đó. Mọi người ăn thế này. Đây à. Không gắn là lạ con không ăn đâu. Gắn hả? Trời ơi. Lục vàng bữa rồi. Có ăn con. Giống gắn hoa hành nè, ý gắn chi tượng chứ nó cũng giống giống gắn hãy làm review ở nhà xem chứ có trứng không? Có à? Trứng có trứng từ giờ bởi chung nó cắn bên kia chứ em có bắt gắn bự giùm con chứ gắn xuống bự đó cái này mới sướng nè nha. Đó con này có nhiêu tiền chú, mấy chục? 200.000 ký à, con này mấy chục ngàn á nha. Con này gần 30.000. Ủa? Ờ lộn chứ, 4 con ký, 5 con ký thì đúng rồi, lộn. Mấy chục ngàn á nha. Đây mấy con nè. Con này nhỏ hơn, chỗ này trứng cứ ngắt chút. Trứng. Quá giờ trứng đây nha. Nãy nhà trứng nó mắc mắc phang phang đây luôn nè. À. Quá ngon đây nha. Tới số con. À. Sạch bỏ. Bỏ vô bao coi chứ. Con rắn ngon, rắn này rắn trắng hả chú? Nó nhiều lắm mà. Con rắn gì nhỏ xíu mà. Không súng. Mua nuôi, đây nhóc hết trơn chú ơi. Cái này bán ăn được không? Cái này là bờ há phải ăn gắn cá bơ lớn này nãy à. Ở trong đó một cái nữa. Dạ. Sao chú? Gắn dĩ cá lên con 50.000 bán ta nuôi nha. Con bển nó dính lờ mấy con luôn. Bơ lớn đó. Bơ lớn là bán được không? Hả? Chín con rồi. Nhỏ bự cũng vậy nha. Mấy gắn con bánh cho ba lớn lớn rồi nè. Ờ con biết bữa giờ bắt lên con thả tùm lum hết chưa? Thả à. Thả? Ê. Đây nè, ba lớn lên con 50.000 đây nè. Đúng rồi đó.
Lâu cá đi chợ đó nè. Má nha. Hai ký. Đây con bự nữa này nè. Đợi ly thia nhóc. Nè. Nó bự bự không à. Mấy này là đá im hết trơn rồi này nè. Tuổi thơ đó. Giờ Thái cũng về tới nhà rồi nha. Thái với chú gì về tới nhà vừa soạn một gắn rồi để đây nè. Gắn chung nữa Thái mở cái bao ra Thái cho ở nhà xem. Rồi, Thái chú mở ra cho ở nhà xem thành quả cả nhà. Rồi sẵn Thái lựa mấy gắn trứng luôn đó nha. Bồi không được đâu. Quá trời ngon luôn nha. Gắn bông súng không thôi nha. Cỡ này nó mềm dữ lắm đây nha. Rồi. Ý, con ở đây có gắn gì cá nữa nè. Gắn gì cá vậy là con 50.000 nữa nha. Con này nữa nha. Ừ, dữ dằn không. Con mấy gắn trứng nữa nha. Chút nữa Thái lựa mấy gắn trứng nha. Đó. Con này trứng nữa nha. Con này nè. Lựa mấy gắn trứng ra nha. Có mấy gắn này ngon hết hồn ngon luôn nha. Còn có trứng chút. Còn có trứng. Còn có trứng. Trứng mất trứng. Bỏ bỏ gì ba. Một con trứng nè. Con này có trứng không. Con chút. Có trứng nữa đó. Không. Có trứng nhỏ. Trứng nhỏ hả? Thì lấy một con trứng bự. Đụng nó mình cộm nó cộm nhiều nhiều ha. Cộm hơi đó. Đây nè, con này trứng bự nè. Con mình gỡ nó cộm mà. Mình gỡ cho nó kéo xuống vậy đó. Dạ. Coi con này bự không? Đó, cả nhà mà có ăn mà con này cũng được. Cả nhà mà có ăn gắn gì đó liên hệ với Thái luôn đó nha. Gắn đồng không à. Rồi Thái cũng xin tạm biệt cả nhà đây luôn đó nha. Thái hẹn cả nhà ở video sau nha. Thái chúc cả nhà có buổi xem video vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình luôn đó nha. Rồi Thái bye bye cả nhà luôn.